Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Vẫn trong buổi chiều ngày 27 tháng 5 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Hạnh lại được đón một vị khách rất quen thuộc đến với cửa hàng Âm Thanh Hạnh. Vâng, anh thường xuyên sắm những sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh theo sở thích của anh. Vâng, hôm nay tiếp tục anh về cửa hàng Âm Thanh Hạnh sắm cho mình một chiếc đầu Marang. Vâng, chiếc đầu Marang 72A. Lòng anh viết gói về em vài câu nói. Những chiếc đầu do cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh lựa chọn về là những chiếc đầu CD rất là xuất sắc, không một bên xước. Vâng, vị khách rất quen thuộc nên anh xin được dấu hình. Anh đến từ Lạng Giang, Bắc Giang. Hiện tại cửa hàng Âm Thanh Hạnh thì còn rất nhiều các sản phẩm và hàng liên tục về trong các ngày. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn về theo địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc thì đi theo đường cổng chợ, trục đường 18 Hà Nội, Quảng Ninh, Uông Bí. Trung tâm Âm Thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc nằm trong cổng chợ số 3, Sao Đỏ. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.